Hi, Ly xin chào mọi người nha. Hôm nay á, Ly xin chia sẻ thêm một số câu hỏi và thắc mắc về vấn đề thi quốc tịch Mỹ nha. Thì mỗi trường hợp mỗi khác nên mọi người có thể tham khảo những thông tin chia sẻ của Ly xem có hữu dụng không nha. Câu hỏi đầu tiên á, là có một số bạn ở nhà chăm con, mấy bạn nói là mấy bạn không có đi làm, không có nộp thuế, chỉ có chồng đi làm thôi. Vậy có nộp đơn thi quốc tịch Mỹ được hay không? Thì cái vấn đề này không có sao hết á, tại không ai bắt buộc là hai vợ chồng cùng phải đi làm. Thì có nhiều gia đình á, chồng đi làm thôi, còn vợ ở nhà chăm con, đó là rất là bình thường. Thì người ta nói là của chồng công vợ, nên á thì khi mà chồng đi làm đến cái mùa khai thuế đó, chồng khai thuế có tên của các bạn ở trong đó, thì lúc các bạn nộp hồ sơ thi quốc tịch thì các bạn chỉ cần nộp với giấy thuế đó có tên các bạn ở trong đó là được. Giống như Ly á, là trước giờ toàn ở nhà chăm con không à, chưa có đi làm, chưa có đóng thuế đồng nào hết. Nhưng mà tới cuối năm á, thì chồng Ly khai thuế, đến đầu năm chứ lộn, tại khai thuế là từ tháng 1 đến tháng 4 mà, thì chồng Ly khai trong cái giấy hoàn thuế 1040 á, có của tên của cả gia đình Ly trong đó hết á, nên khi mà Ly nộp hồ sơ thi quốc tịch Mỹ á, Ly kèm theo cái tờ giấy hoàn thuế 1040 ở trong đó. Nói chung là không có vấn đề gì hết, nên mọi người cứ yên tâm nha. Câu hỏi thứ hai á, thì có mấy bạn hỏi á, là có cần mang theo hồ sơ thuế khi đi phỏng vấn hay không. Thì nếu các bạn có thì nên mang theo, tại cái này là tùy thuộc vào người phỏng vấn. Có một số người phỏng vấn á, thì họ không có yêu cầu xem giấy tờ thuế, tại đôi lúc mình là giống như là mình làm giấy tờ rồi mình tải mấy cái giấy tờ ở trên cái hồ sơ đó, hoặc là lúc mà mình nộp giấy tờ mình có cái bản copy trên đó rồi thì người ta có rồi, người ta không có xem nữa. Nhưng mà có một số người phỏng vấn thì họ vẫn yêu cầu xem cái giấy tờ thuế đó, nên khi các bạn mà có giấy tờ thuế thì cứ mang theo đi. Tại mình không biết là mình gặp trúng người phỏng vấn trễ hay là người phỏng vấn khó, cái người đó có yêu cầu mình là xem giấy tờ thuế hay không. Nếu mà trường hợp á, là mình thi mình trả lời hết các câu hỏi rồi, mình đậu rồi, nhưng mà tới cái phần mà thuế đó, người ta yêu cầu xem giấy tờ thuế mà mình không có thì người ta cho mình về sau đó là đợi cái giấy bổ sung giấy tờ thuế. Sau khi mình bổ sung giấy tờ cho họ thì họ mới sắp xếp lịch phỏng vấn cho mình, thì nó kéo dài cái thời gian mình phỏng vấn hơn. Tại cái tờ giấy thuế thì cũng không có nhiều, giống như Ly á, là Ly nộp cái giấy tờ thuế 1040 á, 1040 đó thì mỗi năm có một tờ thôi. Thì năm năm này là một tờ, năm kia một tờ. Ly chỉ nộp cái tờ nào mà có cái trang tổng á, cái trang số, nói chung là có toàn bộ thông tin ở trong cái tờ đó, thì các bạn mang một hai tờ đi vậy thôi, thì có người ta coi rồi đối chiếu vậy thôi, chứ người ta không có, tại vì cái thời gian phỏng vấn nó có giới hạn, người ta không có thể nào mà để hết nguyên cái khoảng thời gian đó để xem hết cái sắp hồ sơ thuế của các bạn, nên các bạn mang càng đơn giản càng tốt, đủ thông tin thôi. Với lại đôi lúc có một số người á, họ không có tự khai thuế cho họ, rồi họ nhờ cái dịch vụ họ khai thuế thì mình đưa cái tờ giấy sắp hồ sơ thuế cả 50-100 trang rồi họ cũng đâu có coi, họ cũng đâu có hiểu đâu, tại họ đâu có phải là nhân viên sở thuế đâu, nên mình không cần mang nhiều như vậy. Từ lúc mà làm hồ sơ 2 năm, 10 năm hay quốc tịch đó, Ly đều chỉ nộp có 3 tờ giấy thuế của 3 năm thôi, chưa có bao giờ mà có ai thắc mắc vì sao là mình chỉ mang có một tờ, cái tờ tổng hay không, chứ không mang một toàn bộ một xấp giấy tờ thuế hết. Nên nếu mà có thì các bạn cứ mang theo đi để tránh trường hợp là phải bổ sung giấy tờ rồi đợi chờ đợi cái thời gian tuyên thệ nó lâu hơn nha. Câu hỏi tiếp theo á, là sau khi
điền đơn thi quốc tịch Mỹ N400 xong á thì các bạn có những thông tin thay đổi trên đó, giống như là sau khi nộp đơn xong rồi các bạn kết hôn, ly hôn hoặc là cái vấn đề gì đó thì các bạn có cần phải mang giấy tờ khi đi phỏng vấn hay không, thì các bạn phải mang theo để cập nhật cái hồ sơ với lại nhân viên phỏng vấn nha. Tại những cái thông tin đó là trong lúc các bạn điền đơn là như vậy, nhưng mà các bạn trong quá trình chờ đợi phỏng vấn thì các thông tin đó đã thay đổi so với lại cái đơn bạn điền rồi, nên các bạn mang theo giấy tờ đi để bổ sung với họ. Giống như là khi các bạn điền đơn các bạn làm độc thân thì lúc mà đi phỏng vấn thì các bạn đã kết hôn rồi, thì tới người ta hỏi đến cái câu hỏi là tình trạng hôn nhân của bạn như thế nào, thì các bạn nói là các bạn đang kết hôn. Vậy thì nó sẽ khác với lại cái đơn thi quốc tịch của các bạn, thì người ta sẽ yêu cầu các bạn là cho xem cái giấy tờ đăng ký kết hôn đó, thì các bạn phải đưa để cho họ cập nhật vào hệ thống. Thì các bạn cứ cầm bản gốc đi cái giấy tờ đăng ký kết hôn đó, thì người ta chỉ scan xong người ta để trên hệ thống của họ rồi người ta trả về cho các bạn thôi, chứ người ta không có giữ đâu. Thì các bạn cứ mang theo, nếu không thì Ly cũng nói giống như cái câu hỏi trước là có một số người họ đòi bổ sung giấy tờ đó thì mới cho các bạn tuyên thệ, thì nó kéo dài cái thời gian tuyên thệ hơn. Câu hỏi số 4 á, là sau khi các bạn điền đơn N400 á, thì có những thông tin sai sót trong đó thì các bạn phải làm sao? Thì sau khi các bạn điền đơn xong, xong rồi các bạn có ngày phỏng vấn rồi, các bạn in cái tờ đơn đó ra để đọc thì các bạn thấy là có sai một số chi tiết á, thì các bạn không sao hết. Thì các bạn tới cái ngày phỏng vấn đó thì các bạn cứ đi phỏng vấn bình thường, giống như là khi mình vô cái phòng phỏng vấn á, người ta bắt mình đứng dậy rồi thề trước sau đó mới cho mình ngồi xuống ghế. Thì có một số nhân viên á, họ sẽ hỏi là bạn có cập nhật gì trong cái đơn hồ sơ thi quốc tịch này không, nếu các bạn mới có thì các bạn trình bày với họ rồi các bạn cập nhật, rồi họ sẽ sửa lại những thông tin trong đơn đó cho các bạn. Nếu mà một số người phỏng vấn họ vội vàng hoặc là họ cứ vào thẳng trực tiếp vấn đề á, là họ bắt các bạn phỏng vấn liền luôn á, thì các bạn cứ phỏng vấn bình thường, trúng cái câu nào mà các bạn cần sửa thì các bạn cứ cho cái đáp án đúng, xong rồi các bạn nói là hôm bữa điền đơn á, là cái phần này là bị sai. Rồi nếu mà người ta trong quá trình phỏng vấn á, những cái câu mà các bạn muốn sửa thì nhân viên phỏng vấn họ không có hỏi tới á, thì các bạn cứ đợi phỏng vấn xong xuôi hết rồi các bạn mới nói với họ là xin lỗi nha, tôi có một vài thông tin sửa đổi cho trong đơn này nè, cô có thể giúp tôi sửa lại được hay không, thì người ta sẽ sửa giùm cho các bạn. Trường hợp mà các bạn có cái đơn mà các bạn tự điền hoặc là người ta điền, dịch vụ điền giùm các bạn có những cái vấn đề nói chung là sai rất là nhiều trong đơn, rất là nhiều lỗi á, thì các bạn nên ghi ra một cái trang giấy hoặc là đánh máy cũng được, thì các bạn ghi nên là phần này có giống như là phần phần số 1 nè, câu hỏi số 1 đây là cái đáp án, các bạn ghi cái đáp án sai rồi xong rồi ghi một cái dấu mũi tên cho cái đáp án đúng đúng lên, thì người ta sẽ lúc mà người ta các anh chị mà đưa cho người ta mà chịu nhìn cái đơn các bạn sửa thì người ta sẽ sửa cho các bạn, người ta nhìn nó sẽ dễ hơn. Nếu mà một số người phỏng vấn khó họ kêu các bạn trình bày á, thì các bạn cũng nó nhìn cái đơn nó cũng rõ ràng, các bạn biết nó sai ở chỗ nào rồi kêu người ta sửa lại ở phần nào á, thì cái phần thi N400 á là cái phần thi về kiến thức về hiểu biết, giống như hiểu và nói tiếng Anh á, nên khi các bạn điền những cái đơn N400 mà có sai sót á, thì các bạn nên ở nhà coi kỹ rồi với lại suy nghĩ những câu hỏi mà nhân viên phỏng vấn có thể hỏi bạn là tại sao các bạn lại điền sai về phần đó, thì các bạn có một cái khái niệm ở trong đầu với lại có cái tinh thần chuẩn bị trước để trả lời cái câu đó, trả lời suôn sẻ cho người ta. Thì đây là cái phần kiểm tra trình độ tiếng Anh giao tiếp, nên các bạn phải chuẩn bị trước cái câu trả lời hoặc là cái câu hỏi mà người ta có thể hỏi bạn. Tại có một số thông tin trên N400 thì điền mà thông tin rất là căn bản mà các bạn bị sai thì rất dễ bị người ta bắt bẻ. Câu hỏi thứ năm á, là các bạn nộp đơn thi quốc tịch thì có một số giấy tờ giống như là
giấy tờ đăng ký kết hôn nè, giấy khai sinh nè, hoặc là giấy ly hôn á, mà hiện tại đang là tiếng Việt, các bạn có cần dịch ra tiếng Anh hay không? Thì các bạn bắt buộc phải dịch ra tiếng Anh rồi mới nộp. Tại hiện tại á, nhân viên USCIS chưa có được đào tạo đọc tiếng Việt đâu, nên các bạn mình nộp cái bản mà tiếng Việt vô đó người ta sẽ không có hiểu. Thì những cái giấy tờ này là khi các bạn mà làm hồ sơ để qua bên Mỹ rồi, cũng có dịch qua rồi, thì các bạn lấy cái phần đó xài lại cũng được, không có sao hết, nó không có bị hết hạn đâu. Giống như là Ly vậy nè, có cái giấy khai sinh đó, Ly nhờ ba bên Việt Nam dịch ra tiếng Anh rồi xong gửi qua cho Ly, rồi từ đó Ly làm giấy đăng ký kết hôn, xin thẻ xanh 2 năm, 10 năm quốc tịch, cũng gần 8 năm rồi thì đâu có hết hạn đâu. Thì cái giấy đó vẫn xài đi xài lại. Nhưng mà mọi người lưu ý là cái bản dịch đó phải có công chứng xác nhận là cái bản dịch và cái bản gốc là y chang nhau nha. Là nói chung là nói như thế nào nè, nói chuyên môn là bản dịch sao y bản gốc vậy đó. Rồi, chứ không phải là các bạn ở nhà rồi lấy bút rồi tự dịch ra đâu. Thì cái này nó không có giá trị pháp lý, nên các bạn phải có công chứng là các bạn dịch sao y bản gốc. Rồi giống như là lúc mà mình nộp á, thì mình cũng lưu ý là nộp cái bản dịch và cái bản gốc chung luôn. Tại đôi lúc người ta cần đối chiếu hai cái bản với nhau thì nó cũng tiện hơn. Câu hỏi số 6 á, là sau khi đậu phỏng vấn rồi khoảng bao nhiêu lâu thì các bạn có thể tuyên thệ? Thì cái này vào tùy vào cái nơi bạn đi phỏng vấn. Có một số nơi á, là bạn phỏng vấn ngay ở trong ngày đó luôn, giống như là các bạn đậu rồi thì cái nhân viên phỏng vấn các bạn là cho các bạn là tuyên thệ tại chỗ rồi phát văn cho các bạn luôn. Hoặc là một số bạn á, là buổi sáng sớm á, là đậu phỏng vấn rồi, người ta kêu đợi 1-2 tiếng đồng hồ đi để người ta gom đủ người á, rồi đi qua cái phòng tuyên thệ rồi được tuyên thệ luôn. Thì cái đó là rất là may mắn luôn, là được tuyên thệ ngay ở trong ngày luôn. Mà cũng có rất nhiều trường hợp á, là sau khi đậu phỏng vấn rồi thì mình phải về nhà khoảng 2-3 tuần hay là 2-3 tháng gì đó thì người ta mới gửi cái đơn tuyên thệ để hẹn cái ngày cho mình đi tuyên thệ được. Thì nói chung là trong một khoảng thời gian đó mình đợi thì mình hơi hồi hộp và lo lắng chút xíu thôi. Tại trong cái quá trình đợi từ cái ngày mà các bạn đậu quốc tịch tới ngày tuyên thệ đó, thì những cái vấn đề mà phát sinh á, có liên quan đến pháp luật á, đều có thể ảnh hưởng đến cái việc mà bạn có đủ tư cách trở thành một công dân Mỹ hay không. Thì cái đó là rất là quan trọng. Giống như là trong cái quá trình mà các bạn đợi cái quá trình phỏng vấn đó, các bạn bị cảnh sát bắt về cái tội DUI, hay là các bạn lái xe bất cẩn xảy ra cái tai nạn nghiêm trọng gì đó, hoặc là các bạn giống như là có một số người nhờ các bạn cầm đồ này nọ đi giao cái chỗ này chỗ kia, nhưng mà vô tình là cái đó là những cái hàng cấm rồi các bạn bị bắt, thì những cái vấn đề mà liên quan đến pháp luật đó có thể ảnh hưởng tới việc tuyên thệ của các bạn. Nên những cái bạn mà chờ đợi để được tuyên thệ thì nó hồi hộp hơn, nên các bạn nên cẩn thận là phải giữ cho cái lịch sử, cái background của mình là được tốt nha, để đến cái ngày tuyên thệ không có gặp rắc rối. Câu hỏi tiếp theo á, là khi các bạn giống như là các bạn nộp đơn xong rồi, nó có cái thời gian dự tính là khi quốc tịch đơn thi quốc tịch của các bạn xử lý, thì các bạn có thể dựa trên cái khoảng thời gian đó được hay không? Thì cái này á, thì cái thời gian dự tính của bên cái đó là chỉ có coi chơi thôi, chứ không có chính xác tí nào luôn á. Tại lúc Ly nộp hồ sơ á, là lúc đó là nói là thời gian xử lý hồ sơ là 26 tháng, xong rồi qua 1-2 tháng thì nó nhảy còn 20 tháng, xong rồi bữa sau nó lại nhảy lên 22 tháng, rồi sau đó thì nó nhảy về 24 tháng, rồi xong rồi cánh tháng sau rồi tự nhiên cái có cái đơn mời đi phỏng vấn thi quốc tịch Mỹ luôn. Nên cái thời gian dự trù đó không có chính xác đâu, nên các bạn đừng có tin cái khoảng thời gian dự trù đó. Người ta nói chung người ta xem xét cái hồ sơ của các bạn tùy vào cái khu vực nữa, nhanh có chậm có, nên không có chính xác nha. Câu hỏi cuối cùng á, là sau khi nộp hồ sơ
thì quốc tịch Mỹ thì các bạn có thể rời khỏi nước Mỹ hoặc là đi về Việt Nam hay không, thì cái đó hoàn toàn bình thường hết, không có ai mà cấm các bạn xuất cảnh khi mà nộp hồ sơ để xin quốc tịch Mỹ hết, các bạn vẫn đi lại bình thường. Nhưng mà các bạn lưu ý là đừng có chuyến đi nào quá 6 tháng nha. Với lại một số bạn tiếng Anh mà ổn á, thì không sao, tại đôi lúc á, thì những cái thông tin đó là những cái thông tin các thì khi các bạn đi ra khỏi nước Mỹ rồi, các bạn đi về á, các bạn đi phỏng vấn á, những cái thông tin đó thì nó sẽ cập nhật trong cái đơn của các bạn. Tại trong cái đơn các bạn nó sẽ có là các bạn có đi đâu ngoài nước Mỹ trong vòng 5 năm hay không, thì các bạn phải cập nhật cái chuyến đi gần nhất cho nhân viên phỏng vấn để người ta cập nhật lên hệ thống. Thì cũng tùy nhân viên, có người dễ thì chỉ gõ lên cho các bạn thôi, thì có người khó đó, người ta sẽ nói chung là người ta sẽ hỏi mục đích cái chuyến đi của bạn là gì, rồi hỏi một tùm lum câu về cái chuyến đi đó của các bạn để kiểm tra trình độ tiếng hiểu biết tiếng Anh của các bạn. Nếu mà tiếng Anh các bạn mà yếu yếu á, thì nói chung là hơi bị sợ cái phần đó. Thì những cái bạn tiếng Anh ổn ổn thì thích đi đâu đi không sao hết, mấy bạn mà tiếng Anh mà yếu yếu á, thì cố gắng giữ cái hồ sơ của các bạn càng đơn giản càng tốt. Nên nếu mà không có việc gì gấp á, thì mình không có cần ra khỏi nước Mỹ rồi cần phải cập nhật thông tin khi phỏng vấn rồi người ta kiểm tra trình độ tiếng Anh của mình. Hôm nay Ly chị chia sẻ tới đây thôi nha. Nếu mọi người muốn xem thêm nhiều video hơn nữa thì mọi người có thể lên kênh YouTube tìm kiếm kênh Lily Family nuôi con lai, sau đó nhấp vào kênh của Ly rồi nhấp vào cái phần video box, thì ở đây sẽ có tất cả những cái video Lily đã từng đăng trên YouTube. Nếu mà mọi người muốn dễ hơn á, thì có thể nhấp vào cái phần bên cạnh playlist, có nghĩa là danh sách phát, thì ở đây là Ly sẽ phân một cái video của Ly, thì cái mấy cái video liên quan đến quốc tịch Mỹ Ly sẽ để vào một trong cái file có là đó là thi quốc tịch Mỹ, thì mọi người nhấp vào cái phần đó thì sẽ xem được cái chủ đề về quốc tịch Mỹ. Nếu mọi người yêu thích thì có thể đăng ký và nhấn chuông để khi nào có video mới mọi người sẽ nhận được thông báo nha. Xin cảm ơn, bye bye. Chúc mọi người sớm thi đậu quốc tịch nha.